Trọng ơi, Trọng, bạn em mới ở dưới quê gọi là cuối tuần này nó lên đây chơi với vợ chồng mình, có đem thịt heo massage lên cho vợ chồng mình nữa đó. Thịt heo massage? Nhưng mà heo massage là đặc sản, phải nấu cái món gì nó ngon nè. À, chồng nhờ bạn chồng làm đầu bếp ở bên món ngon cuối tuần á, chỉ cho chồng cái cách làm sao để cho heo massage nó ngon, nó săn, nó chắc hơn nữa. Hôm đó chồng em vào bếp và nấu cái món ngon mà chị đó chỉ, chắc là em nở mày nở mặt với bạn lắm đây. Đúng rồi, đợi anh đi hỏi nha. Công Tử xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Cuối Tuần, được phát sóng vào lúc 11:50 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chào chị đầu bếp siêu dễ thương Ngọc Nghĩa. Ngọc Nghĩa chào Ngọc Tưởng và chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chị ơi, hôm nay em có một cái ca khó, nhờ chị là giúp đỡ em nè. Bạn em tặng cho vợ em một cái món thịt heo massage nha. Rồi vợ em kêu em là phải làm món gì ngon tương ứng với món thịt heo đó để đãi bạn vào cuối tuần. Em chạy lại gặp chị liền đó, giúp em nha. Thì hôm nay Ngọc Nghĩa sẽ hướng dẫn cho Ngọc Tưởng làm một cái món, đó là thịt heo nướng sốt mắm ớt. Thì cái phần thịt heo mà để hôm nay mà làm cái món thịt heo nướng sốt mắm ớt này á, thì mình cần có cái phần mà thịt má heo. Cái phần thịt đó thì khi mà mình nó nằm ở cái phần má cổ heo nó xuống, thì mình mới lọc bỏ cái phần da và lọc bỏ cái phần mỡ, mình lấy cái phần lõi nạc ở giữa thôi. Cái em nhìn thấy cái lõi nạc này không? Thì nó có xen kẽ mỡ và nạc, thì thịt nó sau khi mình chế biến lên nó sẽ giòn. Rồi bây giờ mình sẽ làm rồi đó. làm gì dạ. Bây giờ á, Tưởng sẽ giúp Nghĩa lấy mọi thứ 1/2 ha. Dạ. Mình cho vào trong cái tô này và thêm một muỗng đường này vào ha. Dạ. Với chút xíu muối cho vào trong tô này. Dạ. Thì trong thời gian mà Tưởng làm sốt thì Nghĩa sẽ cắt thịt ha. Dạ. Cái phần thịt heo á, sau khi mà mình mua về mình lọc bỏ cái phần da và cái phần mỡ đi, thì mình sẽ có được một cái khối thịt như thế này ha. Dạ. Thì mình sẽ khứa nhẹ ở trên cái bề mặt của thịt như thế này nè, để khi mà mình ốp nó sẽ thấm ha. Rồi sau khi Nghĩa sẽ khứa xong á, thì Tưởng sẽ đánh cái sốt lên luôn ha. Trộn đều nữa lên, trộn nhẹ nhẹ một góc thôi, cái tô của mình nó hơi to thì mình trộn một bên thôi đó, nó sẽ không có bị lan ra đường. Sau khi mà có cái sốt này rồi ha, thì mình sẽ cho cái phần thịt mình đã cắt vào, Nghĩa cho vào đây luôn ha. Em thấy cái màu đẹp không? Đẹp. Mà nó rất là ngon. Cái phần thịt này á, ăn nó sẽ không ngán nè. Em thấy có những cái sớ mỡ nè, thấy không? Nó xen kẽ với thịt và mỡ ha, nên ăn nó rất là giòn. Giờ mình massage cho nó. Đúng rồi, mình sẽ tẩm ớt massage cho nó thấm gia vị ha. Sau khi mà mình nướng ớt như thế này xong á, thì nếu mà mình có thời gian mình sẽ để trong tủ lạnh qua đêm, còn không thì Tưởng sẽ để cho thấm một tiếng. Yeah. Đó, khi mà nó có cái thời gian nó thẩm thấu càng lâu thì thịt của mình nó sẽ ngon hơn ha. Mình để vậy nướng hay là mình có gói giấy bạc hay làm sao? Cái này mình chỉ cần để ở trong lò, mình nướng ở trên lò hoặc là những cái nồi chiên không dầu mình vẫn nướng được ha. Mình nướng ở đây thì nhiệt độ nó khoảng từ 50 phút cho đến 1 tiếng. Ở nhiệt độ 180 độ C ha. Nhưng mà mình cũng phải để ý để mình trở cái mặt. Mình nướng được 20 phút thì mình sẽ trở mặt qua cho cái thịt của mình vàng đều hai mặt ha. Cái này giống như là bây giờ mình làm bằng thịt heo với em đổi những nguyên liệu khác được không? Được em, cái này ngoài cái thịt heo thì em cũng có thể là nướng thịt bò vẫn được ha. Rồi thịt gà được không? Được chứ. Thịt bò thì mình lấy cái phần đùi mình lóc xương ra. Rồi mình ướp cái này mình cho vô mình nướng. Rồi bây giờ thì để pha cái nước mắm này á, thì mình có 2 muỗng canh tương xí muội. 2 muỗng canh nước mắm. Mình cũng sẽ có 2 muỗng canh đường ha. Mình cho cái 2 cái miếng không đường này vào đây. Mình sẽ hòa tan nó ha. Tưởng giúp Nghĩa hòa. Trong khi mà hòa tan thì Nghĩa sẽ cho thêm vào trong đây, mắm cà pháo vào trong đây. Bạn cũng sẽ cho 2 miếng canh dùng ha. Một chút cái nước này luôn ha. Nước này nó có giấm chua chua ngọt ha. Ớt ha. Cái này thì mình muốn ớt tươi cũng được, nhưng mà cái ớt tươi nó sẽ cay hổm hơn.
nên mình sử dụng cái ớt bột ha cho cái nấm của mình. Sau khi mà mình cũng hòa quyện lại tan đường rồi, tiếp theo mình mới cho cái phần tỏi vào ha, hoặc là ớt tươi vào thì cái phần tỏi nó sẽ nổi trên bề mặt, nó sẽ đẹp hơn ha. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tỏi vào luôn. Rồi bây giờ thì cái sốt em đã làm rồi ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi nướng. Tưởng giúp mẹ lấy giùm những cái khay và cái đồ gấp ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ xếp thịt vào khay ha. Nhìn cái màu là đẹp mắt đúng không? Dạ. Rồi. Còn cái này để làm gì? Cái này để lát khi mà mình nướng xong mình ăn kèm. À. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng nha. Sẽ nướng 30 phút rồi mình sẽ trở lại một mặt nữa. Và nếu mà mình không có cái lò nướng như thế này thì Tưởng cũng có thể nướng ở trong cái nồi chiên không dầu. Yeah. Nó cũng rất là ngon ha. Nếu cuối tuần này còn đang phân vân không biết nấu gì cho người thân hay trùng hợp là có bữa tiệc nhẹ với khách mời thân thiết, quý khán giả hãy nghĩ ngay đến món thịt heo sốt mắm ớt theo hướng dẫn vừa rồi của đầu bếp món ngon cuối tuần. Thịt heo là nguyên liệu dễ mua, cùng cách kết hợp với sốt mắm cay nhẹ giúp món ăn thêm đậm đà hương vị và cũng đầy đủ sự tinh tế để đãi khách. Chúc quý khán giả sẽ trổ tài thành công và ngon miệng với món thịt heo sốt mắm ớt này nhé. Về màu sắc nè, khi mà em thấy để bánh hỏi lên nè, mình có màu tím nè, rồi màu trái cạnh của thịt heo nè, rồi màu xanh nè, rồi màu của cà nữa, nhìn vô là muốn ăn liền à chị, hấp dẫn quá. Cái món ăn của mình trước tiên là nhìn vô là nó phải đẹp mắt ha. Dạ. Thì nó tăng thêm cái sự hấp dẫn. Và để không chờ lâu thì Nghĩa mời thưởng thức ha. Bây giờ Nghĩa sẽ gấp, mình có một miếng thịt heo nè. Dạ. Một miếng cà nè. Dạ. Ví dụ mà mình không muốn ăn với bánh hỏi thì mình ăn thứ khác được. Mình có thể ăn với cơm nóng nè, ăn với bánh mì đều được ha. Dạ. À đây không thể thiếu một chút xíu nước mắm ớt ha. Dạ. Xin phép chị nha. Dạ. Giòn của cà, mềm mại của bánh hỏi. Bánh hỏi. Rồi thơm thơm sực sực của thịt heo, rồi nó đã quá vậy. Cổ heo á, hay mình gọi là má heo. Thì cái phần thịt đó sau khi mình nó rất là giòn nhưng mà nó cũng rất là nhiều mỡ. Thì khi mà mình chế biến món ăn thì mình lạng bỏ cái phần da và lạng bỏ cái phần thịt mềm với bên trong của cái phần thịt đó đi. Mình lấy cái phần lõi nạc ở giữa. Thì cái lõi nạc đó nó có xen lẫn mỡ và nạc. Nó giòn mà nó không có bị ngán. Ăn miếng thịt em có thấy nó giòn không? Giòn lắm. Chính vì cái độ giòn sừng sực của nó và cái độ nó có cái độ mềm mại nữa thì mình người ta mới đặt thành cái tên là heo massage. Cuối tuần này á là coi như là em mời bạn của vợ em qua, em chế biến món này bảo đảm là bạn vợ em là khen nức mũi luôn á chị. Lúc nào em cũng được điểm 10 cộng hết. Dạ. Tưởng cảm ơn chị Nghĩa đã hướng dẫn tận tình mua một món ăn rất là hấp dẫn và Tưởng hy vọng là quý vị khán giả sẽ thực hiện được món ăn này. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là kết thúc. Ngọc Tưởng xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 11:50 thứ 6, thứ 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Điểm Long 1 trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần nhé. Và bây giờ Ngọc Tưởng và Ngọc Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.